Đây rồi, bóng ngay. À nhà có to anh em ơi. Có đây to. Ui có gì to. Ui trăm 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 đen anh em ơi. Đấy anh em ơi. Con này ui, con này to. Đó ra. À vâng, hello bạn, xin chào, làm sao anh em nó quay trở lại một tảo phát sinh nhá. Thôi đang thì ngủ trưa, các bác đang ngủ trưa, các bác gọi này này báo nên được chấm đen, sướng quá không gọi đảm mất ăn mất ngủ. À, dậy pha mồi mai đánh anh em ạ. Cái cám này ngâm nước, đáng nhẽ là định tối ngâm mà không bao giờ ngâm luôn đi. Ngâm luôn bóp cho nó nhuyễn nó đều để mai đánh cho nó sướng. Ngâm sớm anh em ạ. Cám này thì thấy nhiều bác bảo là đánh nó còn thơm hơn cả hương liệu, mà em thì cũng chưa đánh hương liệu, giờ em chưa ngửi chưa biết. Đó, và một số hồ bây giờ người ta cấm cái cám này anh em ạ, đánh nó cám này nó gọi là cám đặc chủng ấy, giờ người ta cấm rồi, đánh nhạy quá mấy ông không cho cậu thế khổ thân mấy bác. Em ngâm em phối em bóp luôn để sáng mai em lên cái chỗ vị trí trước em vẫn hay đánh các bạn này, vị trí con sông này nó gần nó nhiều bụi rong muống đấy, nhiều bụi rong muống thì cá nó hay rút vào đấy. Thực ra cái chỗ đấy em vẫn nuôi ổ, em đi làm qua thì em vẫn xả ổ em nuôi. Lâu lâu này không lên đánh, mai đánh thử phát xem thế nào. Vị trí cực kỳ đẹp anh em ạ, sóng gió này, sông nước nó mênh mông. Cá tuy ở đấy nó không to lắm nhưng mà được cái là nó chất lượng, cá tự nhiên thì nó không to lắm. Cái cám này anh em ngâm với một nửa nước thì các bác nhé, các bác ngâm một nửa nước đừng ngâm nhiều ấy, ngâm nhiều nó nát đấy. Nói chung là ngâm nhiều thì các bác lại phải phối thêm cái cám gà nhiều thì vẫn được thôi. Nhưng mà nếu mà muốn giữ được hương vị chính thì các bác ngâm khoảng 1/2 nước thôi là nó nhuyễn đều, bóp là dẻo tay rồi. Tiết trời hôm nay thì nó hơi lạnh lạnh anh em ạ, có tí sương mù nữa. Hôm nay em được anh em nói đấy, kia là cá đi ăn không nhiều, thành ra là định không đi cơ, nhưng mà hôm qua chót là vã mồi rồi, thành ra nay phải đi. Qua mình đi xả cái ổ về sau này nửa chẳng đi nữa, bảo để sáng nay xuống là cho ta đánh cùng luôn. Không nhìn thấy đáy đâu. Đấy. Đã màn. Đối với nước xấu này mà anh em mà đánh cây mà ngọn mềm nó mà chỉ có 2 ni thì Phật không thể Phật được. Không tính được cá. Nói không thể Phật được thì nó cũng hơi buồn cười, cần nào cũng Phật được thôi, nhưng mà để mà Phật mà nó đóng được cá thì những khi ngọn mềm đánh khoánh được. Nhiều anh em thấy đang đánh cây 8H út ni ngọn nó bé một tí ấy. Giật cá cứ thấy kêu bong ấy. Để nó yếu. Ngọn nó mới cứng thì đánh lục nó mới phát. Phát nào đâu phát đấy. Trong những dòng đấy thì cho anh em mới chơi. Những anh em chơi chuyên rồi toàn phải lên 10H gọn 28 ấy, thì đánh là chuẩn nhất. Ok. Xuống ổ. Bọn này thì làm 3 cục như vậy là thoải mái. Còn đâu là lên anh em ta dã bó mồi. Nhiều anh em bảo sao là bác không chơi chống đặt là mình đánh bó mồi mới đánh đầu cần không cần nhá, kể cả đánh ổ đầu cần các bạn. Bởi vì anh em thả lưỡi này nó thẳng đứng rồi mà. Có phải mình ném sao bờ đâu mà nó nộn được. Phao em để hơi cao nhỉ, cho thấp một tí. Đấy, này là ngon này anh em này. Thấp này là ngon đấy. Ok.
ăn sáng đã các bác ạ. Sáng đi vội quá chưa ăn cái gì. Này mang bánh ăn cả ăn sáng ăn trưa luôn. 3-4 loại bánh luôn các bác ạ. Đi câu nó chỉ cần thế này thôi, cần quá gì phải. Phải cỗ bàn này kia. Thơm nhỉ. Đôi khi chân tay bẩn bẩn vẫn bốc ăn như bình thường. Cái thú vui đi câu nó hay vậy. Bánh ngon đấy. Cái cầm cá này gặm luôn các bác ạ. Mời các bác ăn bánh em nhé. Ngon. Bánh ngon phết quá, gặm mấy miếng thấy ngon ghê. Này, nhân trứng bên trong này. Vừa câu ăn cái này mới khoái. Đấy đang nhấp bên anh em ạ. Ê rồi, đóng ngay. Á, à, có to anh em ơi. Con này to. Ui, con này to. Ui, trăm đen anh em ơi. Đấy, anh em ơi. Con này, ui, con này to. Á, à, xà. Bự anh em ơi. Ui, nó cầm cọng. Lên. Để rút rút cằn vào, trăm đen. Phê quá anh em ơi. Wow, chết rồi. Đấy, dài, múc ngay trăm đen các bác ơi. Là phải kéo vào anh em ạ. Không có vật. Ui, con này to. Á, à, xà. Lên. Rồi mắc cá cái lống này vào rồi anh em ạ. Ôi bóng rồi anh em ơi. Hình như nó muốn bóng mới hiểu ý. Ê, giờ đang lên con cá với con kia anh em kìa. Con đen nó vẫn đang nằm ở đây anh em. Phê thế mà chờ rồi. Đây. Móc nó muốn nó bong nó mất. Wow. Rồi nó vẫn còn đây anh em ạ. Nó đóng vào đầu muối nghe lưỡi nó giật toạc thịt thôi. Phí thế nhỉ. Đấy, nó vẫn đây anh em này. Đấy, có nhìn này, thân nó đây này. Vẫn còn nằm đây anh em ơi.
Ở phía kia các bác này. Đấy đấy, ở đây anh em nhìn chưa? Đấy đấy. Con này to luôn anh em này. Rồi sau con này thì nói chung là đen rồi các bác. Phí quá. Trời ơi. Tay con đun anh em ạ. Ui nó phí quá. Nó đóng vào kia em biết là lúc đấy là mất rồi. Bây giờ cái này mà có cho vật xúc xuống thì nó cũng mất anh em ạ. Động cái là nó rút ngay. Này đen to anh em nhìn này, vậy này. Tiếc quá này, em đóng em cái thằng cao bé, các bác có nhìn thấy quả nó bị nhỡ một nhịp không? Em đóng lên rồi về sau dây nó trùng đấy, quả nó bị nhỡ một nhịp, em cứ thằng cao bé em thả trùng ra. Thế nào ngờ này ngay con cho cá to. Tiếc thật đấy các bác này. Chết dở, khai trương con đầu tiên này mất thế này. Trời ơi là trời. À các bác nhìn con vậy nó vĩ đại thế này cơ mà. Tay run anh em, miền tay em run này. Đóng hai vảy thủng vào rồi ấy chứ. Anh em nhìn nó đóng thủng hai vảy này rồi chứ. Nó toạc thịt các bác ạ. Tay run quá. Nó đóng nó toạc thịt mất, phí thật đấy. À. Con này to luôn ý. Phí quá trời ơi. Đấy anh em thấy chưa? Cắm viên đánh ngoài thiên nhiên nó còn nhạy vậy không à. Tiếc thật đấy. Mặc ngay cụm đầu muống đỏ đàn như chó. Mặc ngay cụm đầu muống các bác ạ. Cân bản là quả đấy em bị lỡ nhịp. Em giật lên rồi xong em thử các bé em lại thả chung dây nó bị nhỡ mất nhịp. Này, bây giờ ngồi ngắm lại cái vảy vẫn còn tiếc anh em này. Phí nha. Thủng hai vảy liền. Anh em nhìn thủng hai vảy liền. Phí thật các bạn. Nếu quả đấy mà em mà giã căng tay ngay cái lúc đầu mà em bó lên là nó lên ngay mà tiện này để nó trùng heo rút ngay cái đám đông muống mất. Cứ tưởng cao bé em thấy nó chịu, tưởng cao bé nó bắt đầu thấy nó gì phát là biết cá to. Ngay là con đèn. Cám đánh ok. Cám viên nổ chua. Hạt này cám viên vẫn còn này anh em này. Đánh tự nhiên nó còn lên cơ mà. Khai mạc con đầu tiên thì hụt mất. Cày quá. Mày nháy này chết luôn. Ủa phi, à giếc 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 anh em ạ. Không có giếc, giếc ngon đấy. À, giếc ngon, giếc ngon, giếc ngon, giếc ngon anh em ạ. Này các bác. Có nhìn giếc ngon chưa? Đóng phát thẳng bụng luôn. Không phải rô phi. Mấy rô phi con với em đóng 1-2 con em thả này. Còn giếc này phải bắt các bác nhé. Giếc này ăn ngon lắm. Nó bắt là mấy con này về sáo ngọt nước thôi rồi. Rô phi thì có thể thả được, nhưng cá giếc này là phải bắt các bạn. Giếc này ngon, tuyệt vời luôn. Đóng ngay bụng à. Này, em nó đẹp chưa anh em này. Cái bọn này nó tùy nắm siêu mà ăn con này nó ngọt nước lắm anh em ạ. Em cực kỳ thích ăn sáo con này. Rồi cho vào túi đi. Đẹp chưa, em đẹp chưa các bạn này. Mặt đỏ go. Ây da, vào đây. Vào túi đây. Một em bé bé xinh xinh. Rồi thả luôn là cái chỗ này anh em ạ. Thả luôn chỗ này. Này ổ à.
đây rồi, ống ngay, chục phì. À, rùa to, rùa to, rùa to anh em này. Con rùa to đấy. Nhấp quả đẹp lại, nhìn cái rùa to, hồng. Nhấp quả đẹp lên cái con rùa to hồng của bác này. Gầy nhỉ, gầy Desimodes. Cá này ngoài không có gì ăn, gầy thế trời. À, gầy chưa có này. Đóng hai nữa thì chạy vào đâu, chạy lên quận, gỡ ra. Nó dậy dậy. Để cầm gỡ ra đã bạn. Được con này thì cũng ngon đấy. À, bỏ mất con đen giờ được con này với con riếc là hai con. Về với bạn riếc nhá. Thấy chưa? Rồi ok. Được bạn rô phi ngon đấy anh em ạ. Nục đầu cần Phật căng cũng cảm giác nó phê tay. Nhấp đấy. Nhấp lại đóng ngay. Úi à, à rùa to anh em này. Rùa to đấy. Con to này nó đẹp quả vỡ bẩn chưa anh em này. Con này đẹp đấy. Thằng đẹp này mà đẹp vỡ bẩn thế. À, con to này nó đẹp quả vỡ bẩn chưa các bạn này. Thằng này hàng đẹp luôn đấy chứ. Mà nó chỉ hơi mím thôi. Để em gỡ các bạn em cầm kẹp vào đây em gỡ ra cái cẩn thận nhé. Không có đuổi. Dễ. Còn mọc hai nữa thì chạy cuộn. Ngon đấy. Mất con cá chấm đen giờ lên đọc vô phi. Kể ra nay mà nên những con đen đấy thì đẹp quá. Không sao. À. Đôi khi có cái điều gì đó tiếc nuối lại làm ta thêm động lực lần sau ra đây săn hàng tiếp. Alo. Cho hỏi cái cảm ngay cảm giác thì mình có bán không vậy? Có ạ. À? Có. Bao tiền một cân đấy? 45.000 cân mà. Nếu một túi rồi bao nhiêu cân? Tùy bác lấy bao nhiêu cân thì lấy. Cho tới 5 cân này. 5 cân với lại 1 cân câu lấy tứ thôi nhỉ? Như một đợt trước lấy của mình cái tầm. Vâng. Bác đánh tứ là vừa tầm. Thì bác gửi cho em cái địa chỉ mấy số lượng mấy này lấy một nữa ở đây nhé. Thì tí về em chốt giờ em đang ngồi câu tí về quên mất nhé. Rồi. Ok bác. Đẩy rồi. Ôi hai con anh em ạ. Đẩy rồi. Ôi hai con anh em ạ. Hai con ở dưới một con. Ôi chàng. Cá cuốn ở đấy. Rô. Được hai con này này bay rớm một con. Con này đóng thẳng bồn thì mất chặn. Được hai con này, hai con bé. Ôi nhưng mà thịt ngon nhá. Con này chặt về chặt đầu chặt đuôi đi. Lấy một cái mình rán cũng được. Vào hết đẩy ngay. Ok. Vậy cá nó cắn tôi cảm thấy nó khuôn thật, nó hơi mím mím. Nhiều bác bảo là không thấy phao đè mà bác giật vẫn lên cá. Thật ra là nhìn nó phải thật tinh anh em ạ, tinh mắt đấy, thật tinh mắt, hơi mím thế nào nick ngay. Chỉ mất hút ngay.
chạy rồi. Mày chạy đâu? Con gì đây, con gì đây? Ấy à, rô đẹp, rô đẹp. Ủa, hai con anh em ơi. Hai con rô đẹp chưa? Mắc này, chết rồi, mắc còn 4 rồi. Đã phải kéo anh em ạ. Hai con luôn các bạn. Đây, có nhìn hai con chưa? Mắc còn 4 mới đẻo. Thôi đầy đủ xịn mà kéo thoải mái. Hút lên hết. Đẹp chưa? Đầy đủ xịn kéo thoải mái. Khéo mắc cho đá luôn cả phao anh em. Tóm phát hai con. Các bác nhìn thế dã man không? Đấy, câu rô phi câu thế này thì nó nhanh chuyến anh em ạ. Về chưa? Hai chú luôn. Ống xoèo quả lưỡi. Cuốn nó dẫy quắn keo hết cái cả anh em ạ. Đừng nó dẫy. Đấy, một con dẫy ra rồi. Con này chết là nó dẫy lại rối đây chưa? Cái quả phao này. Cái cứ nằng nhằng lại là rối. Để em gỡ đàn anh em nhé. Cảm thấy gỡ dẫy à, càng dẫy thì càng đóng, dẫy là cái gì nó khổ đó. Được hai chú ngon đấy, mỗi tội là cái mớ dây rối hết rồi. Đẹp đấy anh em ạ, đóng xuôi vào thôi, đừng có dẫy, một nhóc, hai nhóc. Đó, hết đây. Ok. Chở bộ môn như gỡ cái dây ra đã. Đây rồi anh em ơi, con này to, quá chà, hai con, một con to các bác ạ. À, anh em nhìn chưa? Wow, anh em nhìn hồng hào, úi trắng chảo chưa? Nó dậy. À, anh em nhìn hồng hào chưa? Hai con, một con to và một con bé bé. Giật phát lặng tay luôn, mỏng nhỉ. Đấy, cá nó gầy thật anh em. À, các bác nhìn cá nó gầy chưa? Đấy, câu lục thế này thì nó mới nhanh ý. Câu lục nó nhanh hơn câu đài rất là nhiều, xoay lắm vậy. Đấy các bác nhìn chưa? À, hai con phê. Một chú. À, đóng hai nữa kìa. Một chú. Hai chú. Đó. Tươi đấy. Chặt quả căng tay luôn anh em ạ. Tương đối là căng tay. Thôi bây giờ thu đồ về anh em nhé. Hôm nay nói chung là tương đối là cũng đạt chỉ tiêu. Mỗi tội buổi sáng nay thì nên được còn chấm đen thì nó bùng mất. Thế còn chấm rồi mất các bạn. Rô phi nãy cũng được bữa rồi. Được khối các bạn. Được chục con đấy. Nói chung này cũng được bữa rán đậm rồi các bạn. Thu đồ về anh em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo. Các bạn thấy hay hãy like share ủng hộ nhiệt tình nha.